không? Ô, dạ.
mẹ này đi nào ý. Bán hàng trên sông nước. Thank you.
tí nào có tính dòng đánh bạc không nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
như đàn ông. Bà đi này đó. Chùa. Ôi, cô chú ơi. Đi đi. Điện thoại lo gì. Bác sĩ du lịch, bác sĩ yêu cầu quý khách về chạy ngồi, chấp hành tốt quy định trên đây. Xin cảm ơn quý khách. Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương năm 2017 xin kính chào quý khách về tham quan chạy hội Chùa Hương. Ban tổ chức xin lưu ý cùng quý khách đò chuẩn bị cập bến, yêu cầu đoàn trưởng nhắc nhở lái đò trả đủ vé thắng cảnh cho đoàn để qua trạm kiểm tra. Theo quy định của ban tổ chức, trạm kiểm tra vé thắng cảnh không kiểm tra vé cả tập mà kiểm tra vé từng người một. Khách đi theo đoàn yêu cầu đoàn trưởng phát cho mỗi thành viên trong đoàn một vé. Vé của ai người đó cần ra đây. Thank you.
mọi người. Nào. Cho
Ngại cực. Nhật đi lên vào đây. Đi đi. Đây lên lối này mà. Đây lối lên tầng. Đây lên. Đúng nhỏ mà. Chứ lên là chú. Dạ, bây giờ đi. Thank you.
thế giới đồ chơi. Đi đi. Con đường ở phía trước. Lên. Thank you.
một câu nhá. Con đi từ dưới chân núi lên tới đoạn này thì con thấy gì? Đi nhanh hả anh? Sao mày bây giờ mới vào á? Đuổi đi chậm.
đi.
gật quay ra đây bố hỏi. Hello. Khi con lên tới động con cảm thấy thế nào? Ở đây, đến đây, đi từ dưới kia lên đây. Sợ gì? Làm gì mà sợ? Đâu có gì đâu sợ. Đâu? Con đi đi bố quay. Con lên tới đây con thấy gì đầu tiên? Nhất. Nhất. Thank you.
Đưa cái mát nhỉ? Thật bay cả mũ. Cảm ơn. Tiền của mẹ không phải tiền của con, hiểu chưa? Mày quay mặt đây, mày làm bộ mặt xấu xí à? Mẹ tứ tinh tinh.
Bánh ăn quà đấy chị. Đừng nẻo nhão. Có thích ở đây chơi không? Vâng.
có hút đâu. Ê, quay thôi. Dạ. Thank you.